Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang ngồi tại nhà chú Tiến ở Hoàng Tiến, Chi Linh, Bến Tắm Chi Linh, Hải Dương. Thì đây là một cái trại mô hình của công ty cổ phần thuốc thú y TT. Thì bên cạnh tôi đây là anh Đạo, chủ một hãng cám rất là to ở khu vực Chi Linh, Sa Đỏ. Xin chào anh Đạo. Em có một cái câu hỏi cũng như là một cái vấn đề rất là bà con rất là quan tâm, đó là cái vấn đề từ đầu năm giờ cái giá thức ăn chăn nuôi nó tăng rất là cao, thì anh có ý kiến gì về cái vấn đề này? Giá thức ăn nó tăng, bà con nó mình bán hàng nó khó khăn cho bà con. Ngoài cái khó khăn thì anh còn nhận định cái thị trường thức ăn chăn nuôi trong cái thời gian tới thì nó như thế nào anh? Chắc nó vẫn lên nữa. Lên nữa. Chắc nó lên một lần nữa nó mới xuống. Anh có thể cho biết được cái giá, với cái giá tăng thức ăn chăn nuôi như cái thời điểm hiện tại, thì để làm ra một cái con gà khu vực Thả Đồi như khu vực Chi Linh, Sao Đỏ này thì nó sẽ mất cái giá thành nó sẽ khoảng bao nhiêu thì con gà sẽ được hòa vốn? Chắc như bây giờ nó khoảng 57, 58 nó mới được hòa vốn. 57, 58 không để bệnh. Giá thức ăn tại thời điểm như này thì theo anh Đạo thì giá thành phải bán ở thị trường cái giá tầm bao nhiêu thì nó mới hòa vốn được? 60 mới hòa vốn. 60 ạ, vâng. Vâng, 60 mới hòa vốn. 60 mới hòa vốn được. 60 mới hòa vốn. Hiện tại dân giờ đang bán được trên 70. Thì đang có lãi, nhưng mà nếu mà để bệnh tật thì 70 không được. À vâng. Như vậy là theo như anh Đạo ấy cùng với lại chỗ chú Tiến thì cái giá gà hiện tại thì phải tầm 60 thì mới có thể hòa vốn được, mà đó là trong cái gọi là cái vấn đề là rất là lý tưởng, khi mà cái con gà không bị bệnh lặng, không bị kéo dài và không tốn tiền chi phí cho thuốc thú y nhiều thì 60 thì mới hòa vốn, còn nếu như mà cao hơn thì có lẽ là thấp hơn thì sẽ lỗ đấy. Nên là bà con anh theo như anh thì giai đoạn này thì có lên vào gà giống hay không? Chăn nuôi thì bây giờ mình chăn thì thôi, cứ vào đắt rẻ cũng cứ phải có. Đắt thì chăn ít. Vâng. Cũng không nên chăn nhiều. Vậy thì cái giá thức ăn chăn nuôi hiện tại thì anh đang đầu tư cho bà con là cái giá là bao nhiêu tiền một bao cám? Bây giờ nếu mà sô nó khoảng 3 đầu tư 340 cũng em. Vâng. Đầu tư là 340 345 và hiện tại thì anh Đạo là đang làm cái cám bio. Đây là một cái thương hiệu rất là lớn, và trong cám có cả men vi sinh các thứ đầy đủ rồi, nên là khi mà anh chị sử dụng cái cám bio của đại lý anh Đạo thì các bạn sẽ hạn chế phải sử dụng một số các cái sản phẩm chế phẩm sinh học, ví dụ như là men vi sinh chẳng hạn, hoặc là trong đó nó đã có một số các cái khoáng đa vi lượng rồi. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ lên trên cái chuồng gà của chỗ chú Hoàng Văn Tiến ở Hố Dầu, Bến Tắm, Chi Linh, Hải Dương, thì chúng ta sẽ được chiêm nghiệm cái con gà mà đang sử dụng cái sản phẩm cám bio của anh Đạo. Vâng, cảm ơn quý anh chị và bà con đã theo dõi video clip tiếp theo của tôi.